Ok, đầu tiên là M1624 nha các bạn. Đó, đã chế độ đơn nha. Giờ mình chuyển sang chế độ liên thanh nè. Hello, xin chào, đây là quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Video ngày hôm nay sẽ là một cái video khá là ngắn. Mình giới thiệu cho anh em một tính năng rất là hay ho và rất là hiệu quả cho những em mà đam mê với Shopify và muốn chơi bằng tay cầm, đặc biệt là kinh tế hẹp nữa. Thì ở đây mình có một chiếc tay cầm MoQ 058, giá cực kỳ rẻ đó các bạn ạ. Em tay cầm này giá chưa tới 400 ngàn. Và đó giờ thì những chiếc tay cầm giá rẻ thì nó sẽ không có bàn phím riêng và cũng như là không có những chức năng đặc biệt như là auto tap hoặc auto ghi tâm. Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình sử dụng tay cầm MoQ ở trên iOS nha các bạn, ưu tiên ở trên iOS thôi nha, Android chưa cập nhật. Và chúng ta sẽ có chức năng auto tap M1624 mini 4 hoặc FPS ngay trên chiếc tay cầm giá rẻ này MoQ 08 này. Ok, rồi không để các bạn chờ lâu nữa, giờ mình sẽ vô phần hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Một chiếc tay cầm giá rẻ nhưng mà chức năng nó cũng không hề kém cạnh những đàn anh như là Watch 2 hoặc là G6 đâu các bạn ạ. Ok, trước khi mà các bạn vô phần mình hướng dẫn thì các bạn lưu ý nhé, trước khi coi video này, nếu mà các bạn lần đầu sử dụng tay MoQ 08 á thì các bạn phải coi lại video mình để cho phần mô tả cách update firmware của em MoQ 08 này từ cái phiên bản mình không chơi được trên iOS, mình up được phiên bản mới nhất và chơi game trực tiếp từ App Store luôn, chơi mọi loại game trực tiếp từ App Store rất là ngon lành. Thì các bạn coi video trước, sau đó hãy coi tới video này để mình biết cách áp phím auto tap nha. Rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng của hãng MoQ, các bạn ghi là MoQT trên App Store là ra. Đây, nó sẽ ra một cái app, cách khá đơn giản thôi, tên là MoQ và rất là nhẹ, rồi các bạn có thể tải cái app này về. Và các bạn lưu ý, khi mà các bạn nâng cấp được firmware của chiếc MoQ 08 lên phiên bản mới nhất rồi thì cái tên Bluetooth của nó các bạn lưu ý nó sẽ như thế này nè. Đây, MoQ VT 058 BLE nha. Đó, anh em lưu ý nhé, đây là cái firmware mà dành cho MoQ chơi trên iOS trực tiếp từ App Store luôn. Đó, anh em có coi lại cái video mình để trong phần mô tả. Sau khi mà kết nối xong á, thì anh em vô cái phần app MoQ, chúng ta sẽ có cái chữ link, tức là đã kết nối với là tay cầm MoQ 08 này anh em nè. Đó, MoQ VT, tên Bluetooth của anh em này nè. Thì trước khi mình vô phần mắt phím á, thì các bạn sẽ vô game. Các bạn chụp một tấm hình để mình mắt phím nha. Game. Rồi, mình sẽ chụp được một cái màn hình cài đặt phím của game Mixed Mobile để mình tiến hành mình mắt phím lên trên đó. Và những tựa game khác cũng tương tự, anh em chơi game nào thì mình chụp hình game đó và mình ấn vào chữ S ở trong app phía lúc nãy để mình mắt phím thôi. Rồi, mình sẽ vô lại trận đấu hơn. Rồi, mình sẽ chụp lại cái màn hình này nha anh em. Mình sẽ chụp lại cái màn hình này. Tại vì tay cầm MoQ 08 nó cũng rất là đơn giản, chức năng nó không có nhiều. Tại vì tay cầm giá rẻ mà anh em, cho nên mắt phím nó cũng rất là đơn giản. Đây, mở app lên, anh em bấm chữ S này. Sau đó mình thêm cái hình vừa chụp vô. Đó, nó sẽ ra một cái hình này anh em này. Thì bây giờ mình ấn cho Open, mình mở cái hình đó lên. Mình mở nhầm rồi, như thế nào mới đúng này. Đó, chúng ta sẽ thấy là một cái mắt phím ở đây và My Config về mắt phím này. Bây giờ mình chọn Modify đó là điều chỉnh. Thì khi mà vô giao diện lần đầu chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Đó, mình sẽ giờ mình sẽ kéo từng lúc ra. Ví dụ như chữ L màu đỏ này là cái cần bên trái nha anh em nha, cần bên trái này. Anh em giữ vô đây một lúc, đó, cho nó ra như vậy, sau đó mình kéo xuống. Và để chạy nhanh á thì anh em nhấn vào đây hai lần. Mình sẽ kéo cái radius này lên 150 nha anh em. Đó, là mình sẽ chạy nhanh được. Đó, anh em lưu ý nha, radius này nè, kéo 150 là anh em có thể đẩy cái cần này lên và chạy nhanh luôn. Rồi, set. Tiếp theo là tới những cái nút bắn ha. Ở đây thì nó sẽ không giống như trên tay cầm, nó sẽ ghi là L1, L2, L3, trên này là ghi LT, LB, LT, nó sẽ hơi khác một chút. Tuy nhiên á, thì anh em lưu ý nhé, chúng ta sẽ có một lúc R thôi, tức là R bên này mình sẽ để cho nhắm R2 này, là cái nút RT bên này. Đó, mình sẽ kéo vào phần nhắm như anh em. Rồi, bây giờ trên này sẽ là nút L2, thì mình sẽ kéo nút L2, tức là cái nút trên này này này, cỏ trên này này, mình sẽ kéo nó vào phần bắn. Rồi, ok. Thông thường thì kéo như vậy là xong rồi. Và chúng ta sẽ có một cái nút bắn thuộc dạng thông thường, tức là chạm một lần màn hình đó anh em. Mà nếu như anh em muốn mình auto tap được thì mình phải ấn vào đây hai lần. Sau đó em chọn cho mình chữ Continuous Click này. Đây, hơi khó nét một chút anh em ạ. À, đây, Continue Click này. Đó, anh em chọn đây cho mình. Đấy, và cái này ấn Set rồi. Xong, anh em ấn vào đây Set một lần nữa. Rồi, ấn Apply. Rồi, bộ game trải nghiệm thôi anh em ạ. À, đó, các phím đơn giản như vậy thôi. Cập lên nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình bắn thử M46 cho anh em nhé. Ở đâu, M1624 chứ. Thì anh em coi cho màn hình của mình nè. Đó, anh em thấy không? Rất là nhanh và rất là đã luôn nha.
anh em có cái nút này đây này, đó nhấp liên tục màn hình này, đó em thấy không, đó mình nhận xét thì cái tốc độ auto tap này nó cũng tầm tầm ngang ngửa với Stinger đấy nè, có thể là chậm hơn Stinger một chút, nói chung là tầm khoảng 7 lít trên giây đó anh em, cũng rất là ok sau chiếc này cầm giá rẻ rồi. MOQ thậm chí còn rẻ hơn một cặp nút Stinger nữa, nhưng mà chức năng nó cũng rất là ok đó, anh em có thể thấy đó, để chế độ đơn này nó ra đạn súng liên thanh luôn anh em ạ, đây đạn nhá, đó đấy anh em thấy không, màu sau bố xử lý rất ok. Bây giờ mình chuyển sang thử FPS thôi. Ok, FPS đây thì mình thấy á, tốc độ FPS nó hơi chậm một chút, có vẻ như nhà sản xuất chưa tối ưu được cái tốc độ cho FPS này, hơi chậm một chút đó. 20 viên thì ra mất khoảng 4 giây, coi như là khoảng 6-7 lít trên giây thôi anh em ạ, hơi chậm một chút 6 Stinger. Để mình lượng thử mini 4 ha, để mình test thử nha anh em, mini 14 này, M16-4 rất ok, M16-4 em có thể thấy là đây M16 này nó rất là nhanh đó, âm luôn, nhưng mà cái mini 4 có vẻ là chưa ok lắm. Đấy, mini 4 này khá chậm anh em ạ, tốc độ tap nằm khoảng trung bình thôi, nói chung là M16 thì ok, chứ còn mini 4 thì có vẻ không ăn thua lắm đó, anh em thấy không, auto tap nhưng mà nó sẽ khá chậm. Ok, thì hy vọng các bạn update lần sau thì hãng sẽ cập nhật lại tốc độ tap cho FKS với lại mini 4 cho nhanh hơn, nhanh y như trang với lại M16-4 vậy á, thì nó sẽ rất là ok và rất là bá đạo cho anh em khi mà sở hữu những chiếc cầm giá rẻ và không có chức năng nhiều. Thì MOQ này hiện tại á, có thể nói là vô đố trong khúc giá rẻ rồi anh em ạ. Đây, một chiếc cầm chưa tới 400.000 nhưng anh em là có thêm cả auto-tap rất là bá đạo, và đó giờ chỉ có ở trên Gamesir hoặc là Flyzy thôi. Ok, trước khi kết thúc video này thì mình xin thực bí cho anh em một điểm cực kỳ hay về MOQ 08 này nữa, đó là ngoài cái auto-tap chúng ta còn có cả tính năng macro nữa nha anh em. Anh em có thể coi là những video mà mình hướng dẫn auto bình định nhanh này, auto nghiêng người này, auto lắc qua lắc lại đồng hồ xuống này, những chức năng chỉ có ở trên mỗi Flyzy và Android thôi, những cao cấp thôi. Tuy nhiên MOQ 08 này hiện tại đã có, và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái macro đó. Ví dụ chẳng hạn như anh em có thể vừa kết hợp bắn vào tay cầm và anh em vừa bấm nghiêng người nữa, thông thường thì anh em phải bấm nghiêng người bằng bên phải đúng không, nếu anh em chơi bốn ngón thì bấm như vậy, thì cái tay này phải bấm nghiêng người liên tục này đó, như vậy. Nhưng mà với cái chức năng macro thì anh em hoàn toàn có thể kết hợp vừa nhắm bắn, vừa di chuyển mà vừa auto nghiêng người nữa ở trên một chiếc cầm giá chỉ chưa tới 400.000 nha anh em. Và hy vọng thì với video giới thiệu chức năng auto tap của em này và cũng như video sau mình làm về macro trên này, thì những anh em mà học sinh sinh viên, những anh em mà kinh tế hơi eo hẹp một chút có thể lựa chọn được một chiếc tay cầm phù hợp với mình. Hiện tại thì MOQ này chơi tốt trên cả Android và iOS rồi nha anh em. Anh em có coi lại những video ở trên kênh YouTube Đương Kiện Store Channel nha. Còn bây giờ thì nếu anh em thấy video hữu ích, đừng quên like và bấm subscribe kênh YouTube Đương Kiện Store Channel nha anh em. Xin chào tạm biệt.